Mình chào các bạn. Hôm nay thì một anh trai rất là quen thuộc với cửa hàng Mai Duyên tiếp tục ủng hộ một chiếc Bexis 160 nữa, mà mình còn nghe chị Sương nói là anh còn tiếp tục mua thêm xe tại cửa hàng mình nữa, hình như đâu đó là chiếc cúp á. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đến với các bạn chiếc Honda Bexis này luôn. Đây là phiên bản màu vàng cát nha. Anh Dũng ở tại Lâm Đồng. Xe này thì bên mình vẫn đang bán với giá là 84.9, tức là 84.900.000 đó các bạn. Là phiên bản màu cao nhất, có giá cao nhất và là mẫu mới nhất 2024. Màu vàng cát, mâm đồng. Những phiên bản 23 sẽ có giá là 79.9 nè. Rồi màu xanh là 82.9. Rồi bản 24 là 83.9. Và màu vàng cát này là 84.9 ha. Hôm nay đang là ngày 15 tây tháng 7 năm 2024. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc, nhưng mà hôm nay mình sẽ quay cận cảnh và hoặc là chi tiết chiếc xe này lại cho anh trai, anh Dũng ở Lâm Đồng nha. Và sẽ cố gắng hẹn một ngày không xa được gặp lại anh nữa ở tại cửa hàng Mai Duyên. Đây, mình soi luôn đi ha, rồi mình chút xíu mình bảo đồng hồ sao đi các bạn. Đầu tiên là cụm ghi đông trên này. Thật ra xe là quấn mấy cái này nè các bạn, mình gỡ ra để mình quay cho anh trai ha. Còi nè, xi nhan nè ha. Mình thích nhất là cục gù mà to thế này. Cái này là nó còn keo đó các bạn ha, keo đó mình chưa có lau đâu đó, sáng giới. Khi mình chạy trên đường đó các bạn, cái tay mình cầm ở đây nè, mà cục gù nó to thế này. Mình nhìn thấy thôi nó đã vững rồi. Mà cục gù to á thì mình chạy á, cái ghi đông và cái cảm giác nó rung rần và triệt tiêu gần như hết luôn, chạy rất là sướng và rất là đầm. Bên này thấy nó vậy đó, nhưng mà quan trọng lắm ha. Các bạn thử gỡ bỏ cục gù này chạy thử xem nó khác liền đó. Rồi bên này thẳng ha, Allen stop, nút đề, ghi đông trần sexy, mạ chrome hết nha các bạn. Xe mình sử dụng đã một năm mấy rồi, và dash là dash cuối 21 đầu 22 á, tới giờ những cái nước mạ chrome này vẫn còn rất là đẹp, chưa bị suy xiển gì hết nha. Mình có làm clip đánh giá nó khá là chi tiết rồi đó các bạn, chiếc Bexis màu đen của mình đó. Rồi trên này nha, màu vàng cát nè, màu này chạy rất là sang và đẹp, và chắc chắn cái màu này nó sẽ sang lâu. Màu này nó không có bị mà kiểu bằng bị cũ á. Bên này HSTC này mình có thể là tắt được nha ha, traction control đó các bạn, kiểm soát moment xoắn. Khi mà các bạn lỡ tay mà xoắn tay ga mạnh quá đó, cái bánh nó sẽ xoắn lên đúng không, nó trượt đúng không, nó phát hiện ra điều đó nó sẽ giảm bớt cái lượng xăng phun vào để giảm bớt moment và tránh cái vấn đề mà trượt bánh đó các bạn, rất là hay ha. Đây phía trước ABS, những cái lần này là do hải quan họ kiểm tra rồi họ vạch đó các bạn, không sao hết nha. Đây mẫu này thì hệ thống phanh ABS Honda sẽ tích hợp luôn lên luôn cái đĩa luôn nè. Còn mẫu của mình thì nó vẫn còn một cái vòng độc rời, nó để rời kẹp phanh hai bít tông. Đặc biệt nhất vẫn là cặp mâm vàng đồng, mình rất là thích. Vỏ này là vỏ IRC, vỏ trước là 110/70, vành 14 inch nha. Xe chạy cảm giác cực kỳ đầm. Bên này cái miếng này nè, anh trai có thể là về sau khi đăng ký biển số rồi mình lột ra cũng được, tại vì cái này là bên mình dán vô á. Một lít xăng đi được tầm khoảng 50 cây số. Đẹp các bạn ha. Về thiết kế đẹp, về màu sắc của cái mâm cũng đẹp. Mình thích cái màu đồng, mà cái màu đồng này á, nó dạng như đồng đen vậy đó các bạn. Nó sẫm màu lắm, đậm, rất là đậm màu. Nhìn nó mạnh, nhìn nó mạnh xe và nó chất. Tiếp tục là bên này, ra phía sau nha. Đây gác chân nè, nó dài lắm các bạn, dài cả nửa thước á. Từ ở đây lên tới đây, rồi ngoặt lên đây nữa nè. Khi đi đường trường mà mỏi mình duỗi chân ra đây nè, cực kỳ thoải mái. Và cái phần này nè các bạn, nó giúp cho mình á che mưa. Chân mình để đây cái gì, mình đi trời mưa mà mưa vừa vừa là không ướt giày luôn các bạn. Mình đi làm mình hay mang giày mà,
không ướt giày luôn. Ở đây ha. Đây, phần đổ xăng ở đây. Nhựa đen nha. Ổ khóa nè. Phần yên này ngồi rất là phê, rất là êm ha, rất là êm. B-Sit 160, lần kẻ của hải quan đó các bạn, 160 nè. Mẫu 24 nó sẽ có cái số này ở đây. Phần thông nha. Các bạn nhìn thấy nè, cái phần nhôm này họ xử lý rất là đẹp, láng mịn luôn á, thấy không? Két nước, bô buộc sao bên này đó, mình thích cái điều này. Cổng sạc ở trong này luôn nha. Bộ đôi chìa khóa nè các bạn, đây là bộ đôi chìa khóa của xe. Một cái cốp nhỏ đây là mà nó vô cùng tiện, đặc biệt khi có cổng sạc ở đó nữa. Các bạn muốn gắn cái bách ghi đông hay là chân gương đều được hết, để mình đi hành trình đó các bạn. Gắn điện thoại xem bản đồ Google Map á, rồi gắn thêm camera hành trình để quay luôn. Rất nhiều thứ, hai cái này đặt hai bên, đối xứng rất là đẹp. Dây nè, bó lại ha, đâu ra đó mà thấy ha, rất là hay luôn. Đó, rồi nó đẹp ha. Đây, mẫu này thì Honda đã khắc phục cái vấn đề mà nó bị dướng đây nè. Tại như mình nói, xe mình đã khắc phục rồi, đơn giản lắm. Mài nhẹ chỗ này thôi, lấy cây dũa đó, mài nhẹ chỗ này thôi. Nhưng mà mẫu mới thì nó đã khắc phục rồi. Và các bạn xem nè, những cái phần này á, rất là tinh tế. Cái đường cong này nè các bạn, họ cố tình làm để lấy này vô đó. Các bạn thấy không? Ha, mình sẽ khỏi phải vướng bận để cầm nó, lỡ mà rớt xuống đất á là dơ, rất là nguy hiểm. Nó dơ rồi á, các bạn đậy vô là những hạt bụi, hạt cát nó sẽ đi thẳng vào trong bình xăng của mình, rồi nó sẽ đi thẳng vào trong vùng đốt thì rất là nguy hiểm. Mặc dù là có lược xăng nha, mặc dù là có lược nhưng vẫn hạn chế vấn đề này các bạn ha. Rồi mở yên nha. Đó, phần yên các bạn nhìn nè, rất là phê ha, yên rất là êm. Cốp 30 lít. Các bạn mà đi tour khoảng tầm 2 ngày thôi, 2 ngày thậm chí 3 ngày là đồ đạc để vô đây hết luôn. Thiệt sự, mình từng đi rồi. Mình đi Châu Đốc, đi khoảng 3 ngày, đồ đạc đi vô đây hết. Là đi hai vợ chồng luôn á. Rồi phía sau nè các bạn ha, vàng cát, bô. Và cây bô là một tuyệt phẩm, mình rất thích mẫu bô như thế này. Từ cái miếng ốp bên ngoài tới cái miếng ốp đuôi, Honda họ làm rất là đẹp. Chỗ này thắng đĩa sao của Nissin luôn nha. Phục sau thì nó hơi cứng một chút, nhưng mà đi hai người là hợp lý. Bên này vì hệ chắn bùn này đi mưa là tuyệt vời, nó không văng sình. Đúng nghĩa chắn bùn là phải như thế này ha, nó không văng sình nha. Động cơ 160 HP cộng 4 van, nó cho công suất là tầm khoảng là gần 16 mã lực, mượt mà êm ái. Chân chống bên nè các bạn. Đây các bạn nhìn nè ha, họ xử lý những cái phần này rất là đẹp. Ngay chỗ này bạn thấy không ha, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy ha. Đây, đó,
đã nổ máy. Mình cùng xem đèn nha. Đây, để mình mở luôn cái đèn hazard nè, và mở pha luôn nè, cùng chiêm ngưỡng với mình nha. Đó. Khi mà các bạn nhìn từ xa nó sẽ như thế này. Bất chợt nhìn nó có ai chạy tới mà từ xa thấy như thế này đó. Như thế này. Rất là ngầu. Rất là chắc. Mình xin thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn anh trai rất là nhiều. Hy vọng sắp tới sẽ có ngày được gặp anh trai ở tại cửa hàng Mai Duyên. Anh em mình cùng cà phê trò chuyện về xe nha anh. Có lẽ là mình cũng sẽ mình sẽ nhắc lại vấn đề ship xe nha. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc và cho các bạn 3 số di động lên màn hình xuất hiện ở đầu video và cuối video để các bạn gọi vào để mình tư vấn thêm về phí ship, giấy tờ, hồ sơ, thủ tục, thậm chí là luôn cả vấn đề trả góp. Còn về ship xe thì bên mình sẽ hỗ trợ ship toàn quốc. Và phí ship sẽ là miễn phí trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới Sài Gòn và quay về Cà Mau. Còn nếu mà ship ra khỏi Sài Gòn rồi tới Bình Dương hay là Đồng Nai đó tầm khoảng 300, và tới Hà Nội tầm khoảng là 500, thủ đô Hà Nội luôn đó các bạn. Quốc lộ 1A nha, các bạn chú ý nha. Còn những bạn mà không có nằm trên tuyến quốc lộ 1A, ví dụ như là Tây Ninh hay là Bến Tre hay là Trà Vinh, thậm chí là An Giang, thì ship cũng tầm khoảng là vài trăm ngàn thôi, từ 300 tới 500 thôi. Các bạn cứ liên hệ với nhân viên để bên mình tư vấn cho nó cặn kẽ hơn về ngày, giờ và địa điểm mình dẫn xe. Ok ha. Thậm chí là các bạn biết không, ship qua đảo, ví dụ như đảo Phú Quốc nè, bên mình vẫn ship được, ship vào đảo Phú Quốc luôn, tầm khoảng 600. Hãy mình quay nó là mình nhớ tới xe mình ở nhà. Hôm rồi mình đi khá nhiều, rồi hôm đó mình rửa sạch sẽ, cất cả nhà kìa, không có mang đi, hôm rồi Sóc Trăng mưa quá, mới rửa sạch, mang đi nó ổn đó các bạn, nó ổn. Cho nên là mình để nó ở nhà. Bây giờ nhìn xe nhớ xe mình, ha, nhớ cảm giác lái. Rồi. Mình sẽ khép lại cái video này đây. Chào các bạn.